Xin chào các bạn, đây là xe công nông vô lăng hai cầu của cơ khí Bảo An, rất chắc chắn, rất đẹp, mời các bạn cùng xem nhé. Máy Tiger 33 rất là trẻ trâu, rất là trâu. Nhìn bộ phận máy của xe rất là cầu kỳ, chắc chắn. Cơ khí Bảo An. Cầu rất lớn, thắng hơi đầy đủ. Xe lốp zin không phải lốp đất. Thùng 2m6, rộng 1m4. Hộp số 5 gấp và 6 gấp số lùi. Thắng hơi. Kèn ô tô luôn. Tiger Power 1133. FTC bốt 15 tấn. Xe này có boom luôn, rất hiện đại. Xe rất đẹp, rất chắc chắn. Nhưng mà hơi nặng một chút. Lốp mách Milet, lốp này lốp không đắp nha. Bên 2T đầy đủ. Xe này có giá 130 triệu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.